Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Miền Trung sẽ đón thiên tai nguy hiểm hơn bão số 6 nhiều lần. Hậu quả của đợt mưa lũ do bão số 6 gây ra chưa khắc phục xong, miền Trung tiếp tục đối mặt với nhiều loại hình thời tiết xấu, gồm hoạt động của vùng áp thấp trên biển, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông, gây mưa rất lớn kéo dài, dẫn đến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét diện rộng. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày đầu tháng 11 năm 2024, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm, ảnh hưởng đến nước ta, nhất là các tỉnh miền Trung. Dự báo từ khoảng ngày 3 đến ngày 10 tháng 11, miền Trung có thể chịu ảnh hưởng tổ hợp của một số hình thái thời tiết xấu, gây mưa lớn, gồm vùng xoáy thấp ở Nam và giữa Biển Đông, ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường với kết hợp với đới gió đông hoạt động mạnh. Đây là một hình thái thời tiết gây mưa đặc biệt lớn, điển hình ở các tỉnh miền Trung. Ông Khiêm cho biết, đây sẽ là đợt mưa đặc biệt lớn trên diện rộng, nguy cơ rất cao xuất hiện các trận mưa cường suất lớn, có thể gây ra lũ lớn trên báo động 3 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Đợt mưa này được nhận định có thể nguy hiểm hơn cả mưa do bão số 6, bởi vùng mưa lớn không chỉ tập trung ở chính các tỉnh đã có mưa rất lớn trong những ngày qua, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, mà còn mở rộng ra phần phía Nam, cụ thể là các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sau ngày 10 tháng 11, mưa lớn ở miền Trung còn có thể diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn, trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Theo ông Mai Văn Khiêm, trong giai đoạn từ ngày 26 đến 30 tháng 10, miền Trung đã xảy ra một đợt mưa rất lớn do ảnh hưởng của bão Trà My, khiến các hồ đã tích thêm nước, đất đã bão hòa, nên đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 3 tháng 11 có thể dẫn đến nguy cơ rất cao xuất hiện lũ lớn. Những mất mát, nỗi đau còn đó mà miền Trung sẽ đón thiên tai nguy hiểm hơn bão số 6 nhiều lần, quả là vô cùng vất vả cho bà con nơi đây. Ngoài ra, nguy cơ đặc biệt cao về tình trạng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, kèm theo đó là tình trạng ngập úng diện rộng có khả năng xuất hiện. Bên cạnh đó, trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn của các hồ thủy điện, hồ thủy lợi cũng là mối quan tâm lớn đối với chính quyền địa phương và người dân. Cơ quan này kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành theo quy định. Hướng dẫn các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai rà soát các điểm xung yếu, lũ quét và sạt lở, tắc nghẽn dòng chảy trên sông, suối để kịp thời phòng tránh, ứng phó. Bên cạnh đó, rà soát cung cấp thông tin về các khu vực, lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ bị tác động bởi thiên tai để tổ chức dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai có hiệu quả. Thực hiện đôn đốc các chủ hồ chứa, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về cung cấp số liệu quan trắc, thông tin vận hành, dự báo cho các đơn vị và cơ quan khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo theo quy định. Miền Trung sẽ tiếp tục mưa lớn, ngập lụt. Dự báo từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11 năm 2024, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa sau ngày 10 tháng 11. Mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn. Theo đó, dự báo trong giai đoạn từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11 năm 2024, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn, gồm vùng xoáy thấp ở Nam và giữa Biển Đông, các đợt không khí lạnh mạnh thường xuyên được tăng cường, đới gió đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500 đến 5.000 mét. Cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng, nhất là các trận mưa cường suất lớn gây lũ lớn trên báo động 3, ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Sau ngày 10 tháng 11 năm 2024, mưa lớn ở miền Trung diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện từ 2-3 đợt mưa lớn nửa đầu tháng và nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2024. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ kéo dài trong những ngày tới, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ đã có văn bản gửi 13 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung và các bộ ngành
đề nghị tập trung triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ miền Trung trong 10 ngày tới. Theo đó, cùng với khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, nhất là tại các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, các địa phương chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tập trung rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng lưu ý các tỉnh, thành phố cần lên phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và vùng hạ du, chủ động vận hành hồ chứa, đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định, rà soát phương án đảm bảo an toàn giao thông và duy trì hệ thống điện, thông tin liên lạc. Bên cạnh đó, các bộ ngành và 13 tỉnh, thành phố cần thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo về mưa lũ để chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 6, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 1.000mm, điển hình như đỉnh Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 1.500mm, hồ Sông Thai, Quảng Bình 1.250mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt diện rộng, khiến nhiều địa phương khu vực miền Trung chịu thiệt hại hết sức nặng nề. Tính đến hết ngày 31 tháng 10, Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống kê có 5 người bị chết, đều trú tại Quảng Bình do mưa lũ. Ngoài ra, còn có 5 trường hợp khác bị thương. Số liệu của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, tại Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 235 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, trong khi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị ghi nhận lần lượt 60, 18 và 5 ngôi nhà gặp tình cảnh tương tự. Sản xuất nông nghiệp cũng đã chịu ảnh hưởng lớn do mưa lũ, với 1.269 hectare hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hư hại, 1.506 con gia súc và 104.699 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, cùng với đó là hàng chục ngàn hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Mưa lũ do bão số 6 đã khiến 145 vị trí đường giao thông bị sạt lở, 28,5 km kè, kênh mương bị hư hỏng. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6. Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên vùng biển phía nam Biển Đông có khả năng hình thành vùng xoáy thấp trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tới, gây ra tình trạng mưa dông và nguy cơ gió giật mạnh trên khu vực giữa và nam của Biển Đông. Cơ quan khí tượng không loại trừ trường hợp vùng xoáy thuận có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, làm gia tăng tình trạng thời tiết xấu ở khu vực giữa và nam của Biển Đông trong thời gian này. Ngoài ra, trong những ngày tới, nước ta còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đáng kể nhất là đợt không khí lạnh tăng cường vào giai đoạn khoảng từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 với cường độ mạnh. Đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, vùng áp thấp cũng sẽ tác động với khối không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông gây ra một đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11. Các tỉnh miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh và nhiều gió đông trong những ngày đầu tháng 11. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.